bộ phim Câu chuyện dưới ánh sao, tập 11. Tôi không phải cố ý muốn thay lòng. Xin anh thứ lỗi cho tôi. Thật sự không phải cố ý đâu. Ông xã, trái tim tôi mãi mãi thuộc về anh. Tôi yêu cô. Thật ra tôi cũng rất yêu anh. Anh và Đồng Đồng, tại sao giấu tôi chứ? Hai người bắt đầu từ lúc nào vậy? Bắt đầu cái gì? Lúc hai người ôm nhau, tôi nhìn thấy rồi. Tôn Phàm, trước nay tôi đều tưởng anh là người si tình chung thủy. Thật không ngờ, tốc độ thay đổi người yêu còn nhanh hơn xe cao tốc. Sao tôi có thể cùng Đồng Đồng? Chúng tôi là anh em mà. Anh em ôm nhau là chuyện bình thường thôi. Này, thái độ của anh sao vậy? Trước kia tôi chưa ôm qua anh sao? Qua đây. Được rồi, được. Tôi biết hai người là anh em. Anh không sao chứ? Không sao. Chẳng phải anh nói mang đến cho tôi sự bất ngờ là món quà lớn gì? Hai nải chuối cũng là món quà hả? Không mang quà đến, còn uống nước cốt gà của tôi, ăn trái cây của tôi. Quà, món quà. Tin giả chân, khoan đi đã. Tôi hiểu Tôn Phàm, ảnh và Đồng Đồng chỉ là anh em. Tôi và Tôn Phàm đã chia tay rồi. Ảnh làm gì là tự do của ảnh. Vậy tại sao không vào trong thăm ảnh? Anh vào đi. Tôi đột nhiên thấy không khỏe. Hôm khác quay lại. Anh đừng bao giờ cho Tôn Phàm biết tôi có đến. Quà đâu? Làm ra vẻ tình giờ để cho qua hả? Món quà. Quên rồi. Lần sau nha. Lần sau. Được không? Lần sau. Tôi biết mà. Không có thành ý. Chỉ một thời gian ngắn, tất cả đồ đạc đều không còn, đều thay đổi. Là vì còn hợp đồng, cho nên bất luận thế nào, cô vẫn còn là nghệ sĩ của tôi. Tôi không thể bỏ mặc cô. Chỉ cần má cô chịu câm miệng lại, tôi đồng ý sắp xếp cô lên chương trình. Cô vẫn cần phải sinh hoạt chứ, đúng không? Tôi không muốn lên chương trình bị sỉ nhục. Mọi người đều cho là tôi chỉ muốn lợi dụng Phương Tử Hào để leo lên trên. Đó là tạm thời thôi. Chỉ cần cô chịu đựng một thời gian, chờ đến đề tài kinh động hơn xuất hiện thì giá trị của cô sẽ khác. Tôi nghe không hiểu. Tôi hỏi cô, cô còn muốn nổi tiếng không? Muốn, đương nhiên muốn. Nhưng khó lắm. Hình tượng trở nên như vậy, muốn từ đen sang đỏ, đúng là có chút khó. Nhưng cô phải tin tôi, làm theo lời của tôi là được. Việc anh định làm, Tử Hào biết không? Ảnh có đồng ý không? Làm quản lý cho nghệ sĩ là công việc của tôi, Tử Hào lo chuyện khác. Đồ chơi mới hả? Vừa mới lao xong, đừng có sờ. Nô lệ xe. Những thứ này mới là nô lệ. 100% bị người khống chế, bị người điều khiển. Ở bên ngoài bị sự cố làm tổn thương, cho nên cam tâm trở về làm nô lệ xe hả? Là để chờ thầy dùng để tiêu khiển thời gian được không? Tốc độ phản kích nhanh quá nha. Mưa to gió lớn cũng không tổn thương được Tử Hào của chúng ta.
Cho dù lục phủ ngũ tạng cũng bị trọng thương, ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ không có gì. Đây chính là chuyên nghiệp của nghệ sĩ. Tuổi còn trẻ đã nói những câu như vậy, tôi làm thầy đây quả thật phải đau xót cho cậu. Tôi quyết định giao cơ hội trị nỗi thương này cho thầy. Thôi đi, đó chẳng qua là công việc tập vụ sai vặt. Đừng có nói đến như là hoàng đế ngự ban ân sủng cho tôi vậy. Rất nhiều người tranh nhau làm giúp tôi đâu có đồng ý. Tôi được xuất viện. Chúc anh sớm bình phục. Ám muội quá. Không việc gì. Tôi được xuất viện. Không được đâu. Thôi, tới đâu hay tới đó. Tên trộm áo lót, tại sao anh không cho tôi biết? Nhà dột lại gặp mưa suốt đêm. Tôn Phạm có tiền sử là tên trộm áo lót. Khó cho tôi quá. Lần này tôi thực sự không biết phải giải quyết sao nữa. Chẳng phải tôi đã nói với anh sao? Đó là hiểu lầm. Tôi là bị hãm hại. Trong cái ngành này, nghe được scandal, ai thèm nghĩ đến đó là thật hay giả chứ? Một truyền 10, 10 truyền 100. Một khi bị dán lên cái bảng sỉ nhục này, còn có thể làm thần tượng gì của người ta nữa. Anh chuẩn bị về ăn cơm nhà là vừa. Tôi cũng là người bị hại. Anh là quản lý của tôi, xảy ra chuyện lại ở đây la lố với tôi. Còn không mau đi nghĩ cách đính chính. Nghĩ cách? Mấy ngày nay ngày nào cũng nghĩ cách giúp anh giải quyết sự việc. Anh té xe, anh bị Ngô Quốc Lương đổi người. Có chuyện nào không phải tôi đứng ra khấu đầu xin lỗi người ta chứ? Khó khăn lắm mới ém được các tin. Bây giờ lại tung ra cái lớn hơn. Tại sao lại có người đi tung tin này ra? Một chuyện xấu hổ như vậy, ngoài người nhà tôi ra, căn bản không còn ai biết chuyện. Có Dương, Hữu, Đồng. Không biết chừng tôi có thể một mũi tên trúng hai con chim, luôn cả bên cũng diệt. Đồng Đồng, cảm ơn cô. Cảm ơn cái gì? Anh Lực, chắc chắn là ảnh. Cũng tại cái miệng của mình. Lỗ to. Lần này đúng là tôi lỗ to. Tôi mua được. Không chỉ là một cổ phiếu đã rớt ngưng bản, và còn là một món nợ không thể lấy lại vốn. Anh làm ơn ăn nói đàng hoàng một chút, đừng có ép tôi. Tôn Phạm, mày chờ đó. Tao sẽ tặng mày một trang bìa càng lớn hơn. Đến lúc đó nếu nhà sản xuất yêu cầu đền bù, tự mày nghĩ cách giải quyết. Ông mày không làm nữa. Mày là quản lý của tao. Tao có chuyện mày muốn trốn hả? Tôn Phạm, buông tay ra. Tôn Phạm, anh đang làm gì vậy? Tôn Phạm, buông tay ra, mau thả hắn ra. Anh Ben, xin lỗi nha. Tôn Phạm quá kích động. Anh đừng giận, có gì bàn tính lại. Chuyện của nhà sản xuất, ảnh làm sao nói được? Không có anh, ảnh căn bản không làm gì được, đúng không? Đúng không? Làm gì? Trong bộ dạng chết tiệt của mày. Miễn sao giấy trắng mực đen, trên hợp đồng đã ký đều là tên Tôn Phạm. Có gì mày chịu trách nhiệm? Tao chịu trách nhiệm thì tao chịu trách nhiệm. Nói xong chưa? Nếu xong rồi, cửa ở bên kia, ra ngoài. Cô nghe rồi đó, là nó kêu tôi đi. Cô là nhân chứng. Không phải đâu, xin anh giúp ảnh. Ảnh là Thiên Lý Mã, anh là Bác Lạc. Thiên Lý Mã sao có thể không có Bác Lạc chứ? Đồng Đồng, đừng có xin hắn, cho hắn đi. Anh Ben, xin lỗi nha. Tôn Phạm vì bị thương trong lòng không được vui, xin anh thông cảm cho. Thông cảm cho hắn? Vậy ai thông cảm cho tôi? Trước nay tôi đều đứng về đạo nghĩa mà giúp hắn. Tôi và hắn luôn cả hợp đồng cũng chưa ký với nhau. Nếu hắn vẫn kiên trì như vậy thì để hắn tự làm đi. Dương Hữu Đồng, con đàn bà xấu xa. Thật ra tao với mày có thù hận gì? Nhất định phải dìm tao đến chết như vậy. Nhìn cái gì? Người gặp xui, luôn số điện thoại của kẻ thù cũng thành số 0. Nổi giận sẽ ảnh hưởng vết thương. Anh nên dưỡng thương cho khỏi trước. Ba tôi thường nói, giữ được non thì còn, không lo không có củi đốt. Đúng vậy không? Alo, A Dân. Anh lập tức dẫn tất cả anh em đến bệnh viện tập họp ngay. Không sai, tôi cũng cảm thấy chắc chắn là con Dương Hữu Đồng. Bây giờ anh cùng tôi lập tức đi diệt trừ con ác quỷ siêu hạng kia, trừ hại cho dân. Tôi quyết định.
sẽ quay phim điện ảnh. Quay phim điện ảnh. Tôi quên mất, cậu đã tốt nghiệp hệ điện ảnh tổ đạo diễn. Hợp lý, hợp lý. Tôi đã biết, thầy sẽ ủng hộ tôi. Học đi đôi với hành. Nội trong 10 ngày, tôi sẽ tìm được đề tài, tuyên bố kế hoạch của tôi. 10 ngày. Kịch bản điện ảnh của người ta 10 năm cơ cấu, 5 năm hạ bút. Đó là schedule của nhà nghệ thuật. Tôi chỉ cần một đề tài thuần yêu hệ điều trị. Chờ chút, cậu có lộn không? Đề tài thuần yêu hệ điều trị. Chẳng phải cậu đi đường lối qua lệ quý tộc sao? Hiện nay những nhân sĩ có bản tính xa hoa đều chuyển hướng. Sống chậm ăn chậm mới là trào lưu. Chỉ cần phối hợp phong trào chậm chạp, phim ảnh thuần yêu chắc chắn có thị trường. Cậu cho tôi biết trước, cậu và thuần yêu có quan hệ gì? Nam cực bắc cực, trời và đất, một chút giao tập hoàn toàn không có. Thầy nghĩ xem, tin này công bố ra ngoài chắc chắn sẽ lên đầu đề trang giải trí. Công tử ăn chơi sau trầm lặng tái xuất phát. Phương Tử Hào quyết định quay phim điện ảnh thuần yêu. Hoàng tử hệ điều trị mới Giáng sinh. Chỉ cần phối hợp với truyền tin tẩy não, bất cứ chuyện gì cũng có thể thành lập. Tiêu rồi. Cách nghĩ của tôi tệ như vậy sao? Cái này tương đối tệ. Hai anh dự định đi liều mạng hả? Con Dương Hữu Đồng kia chắc chắn là con yêu già ngàn năm đầu thai, nên mới hại Tôn Phạm thảm hại như vậy. Hôm nay tôi phải vì dân trừ hại. Nghĩa khí, anh em tốt. Đồng Đồng, cô cũng là anh em, phải cùng đi. Tốt. Cô làm tiên phong để dụ địch, dụ con yêu nữ Dương Hữu Đồng từ trong động ra ngoài. Ý tôi muốn nói, vết thương của anh chưa khỏi. Với lại, anh không có xin phép bác sĩ, không được đi. Đồng, tôi biết cô quan tâm tôi, nhưng nếu tôi vì vậy mà rút lui, còn được xưng là người trong võ lâm sao? Không sai. Go go go. Tôn Phạm, vô go go. Hai anh làm gì vậy? Hai anh làm gì vậy? Nè, hai anh muốn dẫn tôi đi, không được đâu. Tôn Phạm, có gì từ từ nói mà. Tất cả phải dĩ hòa vi quý. Có câu nói nhất tiễn song nhạn, nhị quản tề hạ, tam sát tứ khổng, ngũ phúc lâm môn, lục lục đại thuận, lucky seven, bát tiên quá hải, cửu cửu trùng dương, làm người không được quên gốc. Cha nuôi, mấy người định đi đâu? Tụi con ra ngoài đi dạo. Ăn mặc như vậy mà là đi dạo hả? Nè, con có biết không, thời xưa tên trộm áo lót sẽ bắt đi thiến để làm thái giám. Bây giờ đang thời kỳ khẩn trương, con không vì bản thân, cũng phải vì đời sau của ba và ông nội con. Mong con quay về có được không? Con không thèm với lòng, tại sao phải trốn? Tao không cho đi. Cha nuôi, cũng may cha đến. Vết thương của Tôn Phạm vẫn chưa khỏi, đã đòi đi tìm Dương Hữu Đồng để trả thù. Con khuyên cỡ nào ảnh cũng không nghe. Tôi đâu có, xem nè. Mày quậy đủ chưa? Người biết thời vụ là Tuấn Kiệt, hãy nghe lời ba con. Không được, nhất định con phải đi tìm con Dương Hữu Đồng. Trồng cổ trói ngoặt canh khuya, rồi phanh thay ả ra làm trăm mảnh. Tôi cũng sẽ bắt ả đến trước mặt ký giả, nói rõ ràng, chứng minh Tôn Phạm tôi không phải tên trộm áo lót. Mày có phải là đàn ông không? Con Tôn Phạm đây là 100% đàn ông. Làm hư chuyện phát ngôn và điện ảnh, rõ ràng là một mình mày làm hư, không phải người khác. Mày lại muốn đổ tất cả trách nhiệm cho một đứa con gái không quen biết. Nếu là đàn ông thì không nên làm như vậy. Con chỉ là có thù trả thù. Công Dương Hữu Đồng chết tiệt, tung tin thất thiệt, chẳng lẽ ả không đáng bị phạt sao? Anh điều tra rõ chưa? Không có chứng cứ tại sao đổ tội cho Dương Hữu Đồng chứ? Ý của tôi muốn nói, lúc anh khá mọi người thêm qua trên gấm, lúc anh gặp xui mọi người đòi đánh. Đây chính là nhân tính. Có câu nói có thù trả thù, ác tính tuần hoàn. Mối thù của anh và Dương Hữu Đồng đến bao giờ mới có thể giải được? Thấy chưa, thấy chưa? Đồng Đồng đúng là hiền lương thục đức. Cho dù con không nghe lời ba con và ông của con, cũng phải nể mặt Đồng Đồng. Về đi mà, về đi. Về đi, vào trong, vào trong đi, vào trong. Tất cả đi vào, đi đi. Vâng.
Tiểu béo, cà phê có chưa? Dạ có liền. Làm ơn đưa cà phê cho anh Hào dùm tôi trước. Alo, tôi sẽ nhờ anh Lực xác nhận dùm. Được, bye bye. Alo, Phân Hào xin chào. Phát thông cáo tin giả chân chương trình của anh, tôi sẽ cho người liên lạc với anh. Được, bye bye. Tôi đang định đưa vào trong. Chuyện gì bận dữ vậy? Đều là tiết mục gõ thông cáo của tin giả chân. Anh Lực bắt đầu nâng tin giả chân vào lúc nào? Không có. Làm gì hôm nay đột nhiên tung ra tin Tôn Phạm có tiền án là tên trộm áo lót, nên cô tin giả chân là bạn gái cũ của Tôn Phạm. Cho nên chương trình đều đến phát thông cáo của đi tung tin. Tôi không được rõ, chắc là vậy. Nhưng mà hôm qua anh Lực đã dặn dò, hôm nay sẽ rất bận, sẽ có rất nhiều thông cáo cho tin giả chân. Anh Lực lợi hại quá, chưa bói đã biết trước. Gọi điện cho anh Lực, bảo ảnh lập tức về công ty. Nhanh lên. Dạ. Đừng cho người khác biết anh đã từng nói yêu em. Tiểu Vũ chỉ vì chờ đợi khoảnh khắc xuất hiện của Rainbow mà sinh ra. Là vì ánh nắng lúc anh ôm em, sự mê hoặc như bị ma ám ấy. Chị đang đọc lén cái gì? Tôi sẽ nói cho Phương Tử Hào biết. Chị ngoại tình. Tôi không có. Nói, đối tượng nụ hôn đầu tiên của chị là ai? Ai đã ôm chị? Đâu có ai. Tôi viết đại thôi. Rainbow của Tiểu Vũ là Phương Tử Hào. Bây giờ xuất hiện một cầu vồng khác là Tôn Phạm. Tôn Phạm. Tôn Phạm cũng nằm viện. Chính là Tôn Phạm. Cái miệng quạ của chị. Mới nói Tào Tháo đã đến. Tôn Phạm đã đến. Dẫn cách cũ, nhanh lên. Ai vậy? Cô Hữu Đồng. Tôi là đạo diễn. Đạo diễn gì hả? Đạo diễn thì là đạo diễn. Còn có đạo diễn gì chứ? Đồng. Không phải Tôn Phàm. Hắn nói hắn là đạo diễn gì đó tìm cô Hữu Đồng. Nói dối. Chắc chắn là Tôn Phàm giả trang. Giả trang thành đạo diễn gì đó. Cho hắn biết tay. Alo, đồn cảnh sát. Khoan đã. Là cái gì vậy? Đạo diễn. Đồng Đồng. Cô đã lớn rồi. Lần đầu tiên mới gặp một nghi thức đón khách cao như vậy. Chúng tôi một đứa con gái một mình sống ở bên ngoài, cũng phải có một số cách để phòng thân chứ. Ai bảo ông không bày tỏ thân phận của mình? Giờ rồi tôi đã nói tôi là đạo diễn mà. Đạo diễn thật là ngại quá. Nào nào uống chút nước trước. Là chúng tôi quá nôn nóng. Lạ quá, gọi điện đến nhà dưới quê của cô. Má cô tưởng tôi là tập đoàn lừa đảo. Đến nhà của cô thì tưởng tôi là kẻ trộm ngày. Không phải đâu. Người làng cá chúng tôi đều tương đối mộc mạc, rất sợ những con sói to từ thành thị đến. Cô là bạn của Đồng Đồng hả? Có biết Đồng Đồng lúc nhỏ sao không? Đồng Đồng lúc nhỏ, tôi muốn nắm được chiếc cọc vòng đó. Yes, men mà. Chị ấy bây giờ vẫn rất men. Đạo diễn, ông có biết không? Cổ, đến giờ vẫn đắm đuối mà chờ đợi. Muốn nắm giữ được chiếc cọc vòng ở thật xa kia. Tiểu Tê, cái này cũng khá. Thật ra chiếc cọc vòng cô muốn nắm giữ là gì? Mắc cỡ quá không nói ra được hả? Câm miệng đi. Đạo diễn, đáp án ở trong laptop của chị. Mở ra cho ông xem. Đường Tiểu Tê. Xin lỗi nha. Thao tác sạch sẽ. Tin giả chân không có cơ hội. Cậu trách tôi. Làm theo cách của tôi. Hiệu quả dựng cột thấy bóng. Cậu cũng trách tôi. Tự hào. Tại sao bất luận tôi làm điều gì cậu đều có ý kiến chứ? Trước kia anh là người không thích cách giở thủ đoạn của Aben. Thật không ngờ lại có ngày cùng một dục với hắn. Ngành giải trí trong mấy năm nay căn bản chính là một vũng nước bẩn. Tôi không cùng một dục như vậy thì làm sao giúp cổ tranh cơ hội để sinh tồn chứ? Sở dĩ tôi hợp tác với Châu Thiên Lực là vì tôi nhận định anh ấy không phải là loại người tự xa lầy.
dạo này không gõ cửa, cậu có biết lịch sự không? Không thấy chúng tôi đang bàn chuyện sao? Tiểu béo, có chuyện gì? Cô tin giả chân đột nhiên đến công ty muốn gặp anh Lực. Hay để tôi bảo cổ hôm khác quay lại. Không cần, anh ra tiếp cổ. Tôi đã chia tay với Tôn Phàm. Những thông cáo đó tôi thật sự không thể lên. Tôi đã tốn nhiều công sức mới có được độc quyền này, giành được trang bìa rất lớn với tòa soạn, chính là muốn đẩy thông cáo cho cô. Bây giờ cô nói với tôi là cô không thể nhận à? Anh Lực, đây chính là thủ đoạn phi thường mà anh đã nói, nên tôi không nhận. Cô muốn nổi tiếng thì cô phải trả giá. Tôi cũng muốn tôi có thể mỗi ngày được sống yên tâm như thánh nhân vậy. Nhưng mà bây giờ các người, người nam thì muốn tôi kiên trinh, người nữ ngồi trước mặt tôi làm ra vẻ thuần khiết, làm như chỉ có tôi là đê tiện thôi. Anh Lực, anh muốn tôi làm gì tôi sẽ cố hết sức phối hợp. Nhưng mà muốn tôi lên chương trình đi nói xấu Tôn Phàm, tôi không thể nói được. Những thông cáo này Tử Hào có biết không? Hiện nay Tử Hào không còn là chỗ dựa của cô nữa. Cô đừng có động một chút là đưa Tử Hào ra với tôi. Cô có nguyên tắc, cô trọng tình nghĩa, nhưng trên hợp đồng ghi rất rõ ràng, chỉ cần công ty có sắp xếp thì cô phải chấp hành. Hợp đồng chính là hợp đồng. Cô kẹt tiền, lên chương trình nói những thứ đề tài chẳng hề trọng gì để kiếm tiền, cũng còn hơn người mẹ của cô lén lút nhận tiền rồi ra trước truyền thông tung tin lung tung, sẽ sạch sẽ chính đáng hơn, đúng không? Tôi không biết sự việc lại trở nên như vậy. Tại sao lại như vậy chứ? Thông cáo đã nhận rồi, cô yên tâm, chúng tôi không làm hại cô đâu. Hình tượng trở nên như vậy, muốn từ đen thành đỏ đúng là có chút khó. Nhưng cô phải tin tôi, làm theo lời của tôi. Chuyện của Tôn Phàm là do anh nói, là anh dùng hãm hại Tôn Phàm. Cho tôi cơ hội này, tôi càng không thể nhận. Ai nói là tôi hãm hại Tôn Phàm? Đây là món quà ông trời đã cho cô. Cô không nhận là sẽ bị trời phạt đó. Cậu làm gì vậy? Anh Hào muốn anh nghe điện thoại. Cô suy nghĩ kỹ đi. Tôi đi nghe điện thoại. Alo, trả tất cả thông cáo của tin giả chân. Tôi là người quản lý thì phải do tôi xử lý chứ. No excuse. Làm theo lời tôi nói. Đó là món quà ông trời đã cho cô. Cô không nhận sẽ bị trời phạt đó. Đây là món em thích, ăn nhiều một chút. Nào, 150 đồng. Bà chủ à, tháo hết những tấm hình này xuống đi. Nếu không người ta tưởng là bà là đồng bọn của tên trộm áo lót. Thật ngại quá, làm ăn buôn bán thật sự không còn cách nào khác. Không sao đâu. Hay là hôm khác chúng ta hãy tháo xuống. Tôn Phàm không phải tên trộm áo lót. Tôi phải đền tiền quỹ hợp đồng. Một hơi bắt tôi đi đâu kiếm nhiều tiền như vậy chứ.
Nơi thẻ cũng đủ chết rồi. Tôi nghĩ không gian hợp đồng sẽ càng lớn hơn. Vấn đề là đối phương chơi xấu. Bên bảo trợ lý đưa hợp đồng sang, còn nói hắn sẽ không đứng ra gặp mặt nhà sản xuất nữa. Bắt tôi tự chịu trách nhiệm hết. Hắn làm như vậy thật sao? Đúng, thật là đáng ghét. Luôn cả những tên trợ lý trông rất thật thà kia cũng bắt đầu hù dọa tôi. Bắt tôi nhanh chóng trả tiền. Nếu không người ta sẽ kiện tôi quỷ hợp đồng, sẽ đền tiền nhiều hơn, danh tiếng sẽ càng thúi hơn. Khó cỡ nào chắc chắn cũng giải quyết được mà. Anh yên tâm, tôi bên anh. Hôm đó ở bệnh viện, có thể là tôi quá xúc động. Cũng may có người anh em là cô ở bên cạnh. Đúng đó, đúng đó. Chúng ta là anh em tốt mà. Con người đúng là vào lúc xui xẻo mới biết sự quan trọng của người nhà và bạn bè. Tôi chỉ sợ anh không coi tôi là người nhà, không coi tôi là anh em tốt. Đúng đó, tôi cũng nghĩ như vậy. Chúng ta đúng là rất ăn ý với nhau. Bây giờ nói rồi, trong lòng thấy nhẹ hẳn. Vậy, nay anh đã xuất viện rồi, bước tiếp theo, anh có kế hoạch gì? Tiền đã tiêu sạch rồi. Tôi cho cậu biết, nhẫn và dây chuyền tôi không mua nữa. Những thứ tôi đã đặt tôi không lấy không được sao? Tiền đặt cọc cho các người hết, cậu còn muốn gì chứ? Tôi cho cậu biết rất đơn giản, đòi tiền không có, chỉ có mạng thôi. Cho người xử tôi hả? Được thôi. Tôi sợ lắm đó. Má, đang tìm gì vậy? Chìa khóa xe hơi và bằng lái xe đâu? Phải rồi, đồng hồ kim cương và điện thoại nữa đâu? Con trả hết cho Phương Tử Hào rồi. Mày nói gì? Trả. Con trả từ lâu rồi. Sao mày có thể gạt tao chứ? Mày nói lấy xe đi bảo dưỡng thì ra mang đi trả. Mày muốn ép tao chết phải không? Con không muốn để Tử Hào xem thường. Xem thường thì xem thường. Phụ nữ dựa vào thanh xuân của mình để kiếm tiền, đó là chuyện lẽ đương nhiên mà. Mày, sao mày khùng quá vậy? Má, đừng có tham lam quá mà. 1 triệu đồng má đã nhận của người quản lý của Tôn Phàm đủ cho má xài rất lâu. 1 triệu đồng má đã mang đi đặt cọc mua nhà rồi. Má, chúng ta lấy gì để đóng tiếp? Không phải chúng ta dọn vào ở đâu. Bán sang tay là có thể lời gấp đôi. Tao đã kế hoạch đâu vào đó. Sau khi họp báo xong, Phương Tử Hào đến năn nỉ cho tao tùy tiện đòi vài triệu đồng. Ai về nó mặc kệ. Nếu biết trước như vậy, biết trước như vậy thì tao sẽ không làm như vậy đâu. Tao không biết. Mày không bằng tính với tao. Mày mang đồ đi trả hết. Bây giờ mày phải nghĩ ra cách gì. Kiếm gì cho tao 700-800 ngàn đồng mới được. Nhất định mày phải giúp tao lần này, để tao được dễ thở một chút. Tao bị đòi nợ sắp đến phát điên. Chờ khi nào sang tay được căn nhà đó, cuộc sống của chúng ta sẽ trở lại dễ chịu. Vấn đề là số tiền lớn như vậy, còn biết đi đâu để kiếm chứ. Tám, mười, mười hai, mười bốn. Giờ đủ 50 ngàn đồng. Tiền của tôi lấy hết ra rồi. Cộng tất cả tiền quỹ hợp đồng phải đền là trên 2.700.000 đồng. Chỉ 50 ngàn thì còn thiếu nhiều lắm. Vậy tính sao đây? Để tôi bốc hơi đi cho xong. Anh muốn bỏ trốn hay là muốn dứt bỏ giấc mơ làm ngôi sao? Không muốn từ nay biến mất thì giải quyết vấn đề. Hay là anh tìm cha nuôi để nghĩ cách. Không lý nào cha nuôi không giúp anh. Không cần. Trước kia ông ấy phản đối tôi vào ngành giải trí. Chính vì ông thấy rất nhiều người không nổi tiếng đều có kết cục rất thảm. Bây giờ mở miệng mượn tiền chỉ là có thêm lý do để ông sỉ nhục tôi. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, bị ba của mình sỉ nhục một chút thì có sao đâu. Nhìn một chút là qua thôi. Tại không hiểu ba tôi, ông sẽ thừa dịp này cho mượn tiền, sau đó bắt cóc tôi, không cho tôi làm nghệ sĩ. Đúng rồi,
Trước kia, lúc tôi sắp xếp anh lên chương trình, có giữ một số danh sách liên lạc hay là để tôi tìm họ cho anh lên chương trình đính chính lại tin đồn? Làm vậy có được không? Được. Với ba tấc lưỡi không xương của Du hội đồng này không thành vấn đề, anh phải có lòng tin. Vậy thì trăm sự nhờ cô. Anh em, nghĩa khí. Tô Phạm à, trải qua những cơn sóng gió như vậy, cậu còn muốn làm ngôi sao không? Nếu tôi nói còn, ông có cười tôi không? Cười tôi không chịu lượng sức mình. Nhưng mà tôi thật sự còn muốn. Thật không ngờ cậu vẫn kiên trì như vậy. Tại sao cậu vẫn còn muốn làm ngôi sao? Là vì má tôi, má cậu. Hôm nay là ngày cuối cùng ông quay tôi. Có một số việc tôi sẽ cho ông biết. Ông chờ tôi một lát. Những thứ này không thể để ba tôi thấy, ông ấy sẽ nổi giận. Má tôi đẹp phải không? Lúc nhỏ, má rất thích dẫn tôi đi xem phim, tham gia hội fan. Còn thường xuyên nói, mong tôi sau này lớn lên có thể làm ngôi sao điện ảnh. Tô Phạm, tôi chưa từng nghe cậu nói chuyện của má cậu. Má bỏ nhà ra đi nhiều năm rồi. Ba tôi không thể tiếp nhận, không cho phép nhắc đến. Ông xem, má sưu tập rất nhiều hình của Ngô Quốc Lương. Tiếc là không thể đóng phim. Lúc đầu tôi định, không chừng lúc phim công chiếu, má sẽ đột nhiên xuất hiện. Má có thể nhìn thấy tôi đã lớn khôn rồi, và còn có thể sắp xếp cho má chụp hình chung với Ngô Quốc Lương. Hết sảy chưa? Ý nghĩa lớn nhất quay bộ phim này chính là nghe được rất nhiều câu chuyện trước nay không ai biết. Thế nào? Bị phim của tôi cảm động, thay đổi cách nghĩ của mình đối với Tôn Phàm chứ? Một người mẹ bỏ rơi con mình, có gì đáng để nhớ chứ? Không thực tế lại thiếu trí tuệ. Chả trách hắn tự làm cho bản thân tệ hết biết. Cậu thật sự nghĩ như vậy sao? Tôi lại cảm thấy Tôn Phàm là một người thơ ngây và có tấm lòng trẻ thơ. Thầy nên vậy thôi. Hai người cùng một loại mà, thơ ngây quá độ. Cây hái ra tiền thơ ngây của tôi, sớm không đổ muộn không đổ, lại đổ vào lúc tôi xin chi viện. Hôm nay mang gì đến hiếu kính tôi? Tên trộm áo lót tung ra, tốc độ của người đầu tư rút vốn còn nhanh hơn cây hái ra tiền đổ xuống. Không tiền không thể quay tiếp. Cậu chẳng những đa tài đa nghệ, còn đoán chuyện như thần. Ngày mai tôi dặn dò anh Lực thiếu bao nhiêu, thầy nói với ảnh. Tôi không yêu cầu cậu nha. Phải, là tôi xin thầy. Thầy làm ơn cho tôi giúp thầy làm xong phim được không? Con người của cậu hết ý, coi như tôi nợ cậu một lần. Tôi không nói thầy có thể nợ. Tôi có điều kiện trao đổi. Điều kiện trao đổi? Tôi cần đề tài kịch bản. Nhanh chóng tìm giúp tôi. Nè, tôi cho thầy mượn tiền, vừa không giao thời hạn trả tiền, cũng không tính lãi với thầy. Chỉ có chút điều kiện, có đáng là gì đâu. Người có tiền lớn nhất, tôi phải chịu. Xin hỏi có phải là Điền Điền của Ung Chính xuất tuần không? Chào chị, tôi là người quản lý của Tôn Phàm. Tôi muốn bàn với chị về việc lên chương trình. Chị muốn đưa tên trộm áo lót Tôn Phàm lên chương trình hả? Chị có lộn không? Chương trình chúng tôi là ưu. Xin hỏi có phải là chế tác của nhân vật đỉnh nhọn không? Xin chào, tôi là người của Tôn Phàm. Tôn Phàm à, đã thành hơi nước rồi. Với lại dạo này hình tượng của hắn rất kém. Xin hỏi có phải là tiệm chụp hình Tinh Quang không? Xin chào, tôi là người quản lý của Tôn Phàm. Tôn Phàm, lúc nổi tiếng đã không mời được, bây giờ tôi không muốn mời nữa. Cho tôi hỏi binh đoàn Quang Lạc phải không? Tôi là người của Tôn Phàm. Hả? Giỏi nghề lấy nội. Thôi đi. Wow.
Quan lão gia, Quan lão gia xin ngài phù hộ. Lần này nhất định Tôn Phạm có thể tay qua nạn khỏi. Dù việc tên trộm áo lót thật sự có ảnh hưởng rất lớn đối với ảnh, và đều không nhận được việc làm. Phải rồi, về việc tên trộm áo lót tôi cũng có chút sai, nhưng mà tôi thật sự không phải cố ý. Những thứ đó đều là sự cố, xin ngài phù hộ. Ung Chính suốt tuần chương trình loại ưu không mời tên trộm áo lót. Đông Đông, cha nuôi, như vậy là sao? Con, tôi không muốn nhìn thấy Tôn Phàm lên bất cứ chương trình nào. Tinh Giả Chân, A Dân, anh tìm được công việc mới rồi hả? Đúng vậy, bây giờ tôi ở xưởng xe mới này làm việc. A Dân, anh chỉ dùng địa chỉ này ở đâu? Tôi không biết mấy chỗ này. Địa chỉ? Cô đến chỗ này làm gì? Tôi đang tìm việc làm. Cô không làm nghệ sĩ hả? Bất luận thế nào, là nghệ sĩ hay làm người mẫu cũng vẫn tốt hơn những công việc khác. Nghệ sĩ rất khó làm. Công ty quản lý người mẫu trước kia thì nói, hiện nay hình tượng của tôi không tốt, không muốn xếp việc làm cho tôi. Nhờ Tôn Phàm tìm giúp. Ảnh có người cần ảnh chăm sóc, tôi không muốn làm phiền ảnh. Cô muốn nói Đồng Đồng hả? Hai người chỉ là anh em mà, cứ như tôi và Tôn Phàm vậy, chỉ là anh em. Vậy hả? Cô quen biết Đồng Đồng thì biết mà, y như đàn ông vậy. Căn bản không hợp với Tôn Phàm, cô thì hợp. Tôi nghĩ không nên làm phiền ảnh thì tốt hơn. Nếu cô đi tìm ảnh, tôi đoán ảnh sẽ rất vui. A Dân, tôi không muốn tăng thêm phiền não cho Tôn Phàm. Tự tôi có thể giải quyết. Tôn Phàm thật tuyệt vời. Tôn Phàm rất đẹp trai. Tôn Phàm là người tốt. A Dân, anh nghe xem, các cô gái này đều rất sùng bái tôi. Nào, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Cảm ơn Tôn Phàm, cảm ơn Tôn Phàm. Bạn của tôi say rồi, trả lại, tôi xử lý. Hôm nay anh đi vắng, hôm nay không bán rượu. Anh của cô liên quan gì đến tôi chứ? Tôi có tiền, tôi muốn uống rượu. Anh còn uống hả? Ba anh tìm anh khắp nơi, anh có biết không? Tìm tôi? Cả thế giới đều bỏ mặc tôi. Ba tôi tìm tôi làm gì chứ? Tôn Phàm, Tôn Phàm. Ba nhà sản xuất này, hôm nay con đã tìm gặp họ rồi. Vì quảng cáo xe gắn máy đã chi ra tiền chế tác, cho nên họ muốn chúng ta đền bù tiền tổn thất của họ, tổng cộng hơn 1 triệu đồng. Con xin giảm còn 1 triệu. Còn hai nhà này thì vì quảng cáo vẫn chưa quay, sau khi bàn bạc lại với họ đều là dùng 100 ngàn giải quyết. Tất cả tiền đền bù cộng lại 1.910.000, gần như giảm được một nửa. Đồng Đồng, không ngờ con còn rất trẻ, lại là cao thủ đàm phán. Không phải đâu, vì con thường phải giải quyết một số vấn đề nợ nần, cho nên như là bệnh lâu thành thầy thuốc giỏi. Vậy ngày mai tôi sẽ ghi chi phiếu để trả tiền cho người ta. Cái thằng Tôn Phàm này, nếu có 1% lanh lẹ như con, 1/10 biết chuyện, thì tôi đâu cần bận tâm lo cho nó. Tôn Phàm, Tôn Phàm, anh tỉnh lại đi. Anh đừng có nằm dưới đất. Dậy đi, nặng quá. Thank you.
Đông Đông. Quan lão gia cũng tán thành. Tôi giao Tôn Phàm cho con. Giao ảnh cho con. Bốn cảng, nơi quỷ ma gì chứ? Con không đi. Không đi hả? Chữ ký của mày, dấu tay của mày, đại trượng phu dám làm dám chịu, tốt nhất đừng có quỵt nợ. Con ký nợ hồi nào chứ? Vì Tôn Vũ thay đương sự Tôn Phàm trả tiền đền bù 1.910.000 đồng, chưa ghi ngày trả lại. Sẽ đứng ra nhậm chức Đổng Sự Trưởng tại Điềm Mật Mật và đích thân giám thúc tất cả nghiệp vụ vận hành. Ba, xem tiếp, xem cho rõ. Lập bản hiệp nghị này quyết không trái lời. Người lập bản hiệp nghị Tôn Phàm Tôn Vũ, người làm chứng Quan Thánh Đế Quân. Có cả Quan Thánh Đế Quân hả? Không công bằng, giấy bán thân. Có thần làm chứng, mày còn muốn chối hả? Ba, bạn bè sự nghiệp, việc làm của con đều ở Đài Bắc. Con mà đi khỏi Đài Bắc thì sẽ không còn gì cả. Thân bại danh liệt, gia đình mang nhục. Tao không nhận thấy, mày còn công việc gì, sự việc gì, nhất thiết phải ở lại Đài Bắc. Và huống chi tao đã giúp mày đền tiền quỹ hợp đồng. Vì mày tao còn đầu tư vào Điểm Mật Mật, cho cơ hội mày dựng nghiệp. Có một người cha tốt như vậy, mày đi đâu tìm được chứ? Phóng thích con sang biên cương, có phúc lớn hơn nữa con cũng không cần. Được thôi, trả lại cho ta 1.910.000 đồng thì mày không cần đi đâu hết. Ba và người khác còn có thể hiệp thương lẫn nhau, với con của mình càng dễ nói hơn nữa. Hay là như vậy được không? Ba cho con ở lại Đài Bắc, con nợ ba. Người chi tiền ra điều kiện không đến lượt mày. Mày cứ coi như ở trụ Điềm Mật Mật là ở tù có kỳ hạn. Mày ở Điềm Mật Mật giúp tao lời được 1.910.000 đồng, tao lập tức trả lại tự do cho mày. Nhưng nếu chỗ ấy bán lỗ, chẳng phải con sẽ trở thành ở tù vô kỳ hạn? Có đền tiền không, mức phạt bao lâu, tao không thể quyết định giùm mày. Để xem bản thân mày có chịu gánh vác trách nhiệm. Không, tao phải ra ngoài. Ông mày ở nhà nấu ăn, để tiễn đưa mày. Tối nay về nhà ăn cơm nha. Nấu ăn làm gì? Nóng lòng bắt tay để đuổi con đi hả? Tao quên nói cho mày biết, tao đã mua vé xe ngày mốt cho mày đi rồi. Đi sớm bắt đầu sớm, chẳng phải con muốn được trở về sớm sao? Ngày mốt vội quá, cho con một chút thời gian kết thúc công việc ở Đài Bắc. Ngày mai còn một ngày nữa mà, xử lý sớm. Không được đâu, về nhà nha. Về nhà ăn cơm đó.在那一天一瞬间照亮你的脸和你虽然只是擦肩，但我知道你会是那个那个我的谁。半夜三点寂寞若隐若现，原来你在我身边，将孤单统统消灭。我的手你可要牢牢地牵，因为我们即将起飞，有了你在身边，我一点都不累，自信还大大加倍。有我在你身边，把悲伤化成喜悦，让梦想全都实现。